Được, em đẹp chưa chuẩn bị làm lễ chào cờ. Như vậy là đầu tiên chính là tinh thần của các em đội viên thiếu niên đi đầu xung phát. Ban tổ chức đoàn cùng các em đã nhận được những món quà đầu tiên tinh thần rất lớn. Các cụ lớn hướng 500.000 đồng, hội nông dân tập thể 500.000 đồng, hội cựu chiến binh 500.000 đồng, ông Hoàng Nga đội 4 200.000 đồng, ông Tuấn Hải đội 4 300.000 đồng, anh Vũ Toán 300.000 đồng, anh Dương Chuyển 200.000 đồng, anh Việt Thế 100.000 đồng, Công Quy Sơn, anh Hồng 500.000 đồng, anh Cầm Lọ ở Sài Gòn 500.000 đồng, ông Lọ Huy 200.000 đồng, ông Đinh Huyền 200.000 đồng, báo Kiều Tâm 100.000 đồng. Xin cảm ơn những tấm lòng và tình cảm của các cấp ủy ban quản lý và nhân dân đã dành tặng cho các cháu 400.000 đồng trong buổi thi ngày hôm nay. Chị Bình Thành phát 100.000 đồng.
Vâng, vợ chồng anh Đức Dung ở Pháp đang công tác ở quỹ tiến dụng ủng hộ cho đội thiếu niên nhi đồng của thôn nhà 500.000 đồng. Vâng, xin được cảm ơn vợ chồng anh đã dành tặng cho đội thiếu nhi. Quảng Nội ở Pháp cũng ủng hộ các cháu 100.000 đồng. Ông bà cũng tiếp ủng hộ người Pháp là 100.000 đồng. Thank you.
Và các em đội viên Phương Phát là tiếp tục nhận được tiền giảm của anh chị Thu Chi, ủng hộ cho các cháu là 200.000 đồng. Còn con nhà bóng trung 8 là ủng hộ cho đội thiếu niên đi đầu là 500.000 đồng. Chuyến bay đất lại là theo đề nghị của anh chị phụ trách quân pháp để đảm bảo các em tập luyện và tham gia thi đấu. Thank you.
Tạm dừng triển khai. Đội hình của Pháp rất đông và hai người đang sát ở khu vực của ban tổ chức. Do vậy là tôi sẽ đề nghị là ở đằng sau quý vị khán giả sẽ lưu lại một chút để cho em lưu lại. Toàn chế độ chú ý kia, lùi ba bước. Thank you.
bây giờ. Các gia đình đã dành tình cảm, sự quan tâm, động viên các con.